xin chào các bạn đã quay trở lại với Ngọc đến rồi ngày hôm nay là ngày 4 tháng 4 của năm 2023 và ngay mở đầu cái video của ngày hôm nay á thì các bạn có thể dành khoảng 15 giây để xem ở trên màn hình của Twitter hôm nay có cái gì khác hay không à, nếu như bạn phát hiện một cái điều gì khác lạ ở trên Twitter thì các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới nhé và bây giờ Ngọc cũng cho các bạn xem luôn một cái video bây giờ các bạn cũng có thể xem cái video 8 giây này Ngọc đã chia sẻ ở trên tài khoản Twitter và chắc chắn là các bạn sẽ phát hiện ra một cái À, điều rất là mới ở trong cái video này phải không? Lát nữa chúng ta sẽ đi sâu vào thông tin của những cái chi tiết nhỏ ở trên Twitter và cũng như ở cái video Ngọc vừa chia sẻ cho các bạn. Ở trong video ngày hôm nay thì Ngọc sẽ quay trở lại để cập nhật với các bạn một số cái thông tin liên quan đến tình hình thị trường chung và có những cái thông tin ở trên thị trường liên quan đến Twitter liên quan đến đồng Dogecoin và một số các cái thông tin kinh tế vĩ mô chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn ở trong thời gian tới lên cái thị trường tiền điện tử tuy nhiên trước khi đi vào những cái nội dung chính của video thì cũng đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký ở bên dưới video sau đó các bạn nhấn vào quả chuông ở bên cạnh để đảm bảo mỗi lần mà ngọc xuất bản những cái video như thế này thì bạn là người đầu tiên nhận được thông báo và các bạn dành thêm một giây nữa giúp ngọc để nhấn vào cái nút like ở bên dưới video để giúp cho video lan tỏa hơn với nhiều người ngọc cảm ơn tất cả các bạn trở lại với thông tin chung của thị trường thì các bạn thấy là ngày hôm nay ở trên thị trường màu xanh cũng có màu đỏ cũng có à, BTC thì trong à, vòng một ngày qua gần như không có có tăng cũng không có giảm dao à, động ở cái mức là khoảng 27.800 đô cái mức 27.800 đô này nó đã à, diễn ra trong vòng khoảng 5 à, ngày qua gần như không thay đổi có lúc thì lên được trên 28.000 đô một chút sau đó lại điều chỉnh lại và cái mức thấp nhất Ngọc nhớ là buổi tối ngày hôm qua là khoảng 27.200 đô và sau đó thì cũng đã phục hồi lại ngay ở sau đó rất là nhanh thì tổng vốn hóa ở trên thị trường hiện nay vẫn giữ được ở trên mức 1.000 tỷ và các bạn thấy ở trong một ngày qua thì toàn thị trường tăng một 0.01%. ở trong top 10 thì các bạn thấy có một cái sự thay đổi rất là lớn đó là à, đồng Dogecoin đã vượt đồng à, Polygon à, và Dogecoin đã đứng ở vị trí số 8 đồng Polygon đã à, đứng ở vị trí số 9 cách đây khoảng à, 6 tiếng thì à, Dogecoin đã vượt cả đồng Cardano về vốn hóa trên thị trường à, nhưng sau đó sau khi điều sau khi Dogecoin điều chỉnh á, thì à, Cardano hiện nay vẫn ở vị trí số 7 và Doge thì ở vị trí số 8 thì uh, trong vòng 24 giờ qua đồng mà tăng nhiều nhất ở trong top 10 đó chính là đồng Dogecoin coi uh, tăng 23% và trong vòng 7 ngày qua là tăng tới 32% thì lý do tại sao đồng góc coi tăng mạnh như vậy ở trong 24 giờ qua thì các bạn thấy là bây giờ Ngọc sẽ quay trở lại á, thì các bạn nhìn này uh, Ngọc sẽ phóng lớn cái màn hình ra thì các bạn sẽ thấy này cái biểu tượng cái logo á của Twitter hiện nay không là cái biểu tượng của cái con chim màu xanh nữa mà chúng ta đã thấy là cái biểu tượng của đồng Dogecoin đúng không? Đây là hình con chó Shiba một cái biểu tượng rất nổi tiếng gắn với lại đồng Dogecoin và gắn với Elon Musk và Ngọc cũng phát hiện ra khi mà chúng ta đã à, sử dụng cái mạng cái ứng dụng Twitter và chúng ta vào cái mục menu là kiếm tiền đó, thì các bạn thấy là có một cái hình lốt là cái biểu tượng dog coin luôn. Thì Như Ngọc đã chia sẻ ở những cái video trước ngay đầu năm 2023 và ngay kể từ khi mà Elon Musk mua Twitter đó thì Elon Musk chi ra 44 tỷ để mua Twitter và Elon Musk là một cái người mà rất yêu thích cái đồng đó coi và Ngọc đã nói nhiều lần rồi chắc chắn Elon Musk sẽ làm một cái điều gì đó. À, cho cái đồng đốc coi này ở trên mạng xã hội Twitter thì ở đây có một cái hình cũng rất là vui các bạn và Ngọc có chia sẻ là Elon Musk bỏ ra 44 tỷ để mua Twitter là biểu tượng con chim xanh và bây giờ à, Elon Musk thay cái biểu tượng đó vào trong Twitter bằng đồng đốc coi hình con chó để kết hợp ra một cái giống mới tức là kết hợp giống mới Ngọc để trong dấu nháy nháy ý ở đây là chắc chắn à, Elon Musk sẽ đưa đó coi vào để làm điều gì đó ở trên Twitter và có những cái dự đoán và ngọc nghĩ nó rất hợp lý đó là Elon Musk sẽ dần dần biến Twitter thành một cái social file tức là một cái mạng xã hội mà liên quan đến tài chính rất là nhiều và chúng ta không chỉ dùng để cập nhật tin tức nữa mà mà ngọc nghĩ là Elon Musk sẽ biến Twitter thành một cái app một cái siêu ứng dụng à, ngoài việc là mạng xã hội thì nó sử dụng cho cái nền tảng về thanh toán giao dịch rất là nhiều và đồng Dogecoin chắc chắn sẽ đóng một cái vai trò rất lớn ở trong Twitter. thì đây là cái thông tin hot nhất ở trong ngày hôm nay và với cái thông tin này thì các bạn thấy Dogecoin chỉ trong vòng mà và vài giờ đồng hồ đã tăng từ khoảng 0.07 đô la lên đến 0.1 đô la hiện nay thì điều chỉnh về còn khoảng là 0.9 à trong vòng 1 giờ tăng khoảng 30% và trong vòng 1 ngày qua thì đã tăng 24% và trong vòng 7 ngày qua thì tăng tới 32% ngoài ra thì ở trên tài khoản của Elon thì cũng chia sẻ một cái hình ảnh để uh, mình hình ảnh để các bạn thấy là đây là cái biểu tượng là đồng Dogecoin ngồi trên một cái xe và đưa cho cảnh sát giao thông một cái uh, giấy tờ và trên giấy tờ đó là cái hình ảnh của con chim xanh và nói là đây là cái uh, cái hình ảnh cũ của tôi tức là Elon muốn chia sẻ ý ngụ ý là Dogecoin cái biểu tượng của dogecoin đã thay đổi cho cái logo con chim xanh của twitter thì cái thông tin này đang làm cho cộng đồng những người uh, yêu thích đồng dogecoin uh, cũng rất là hưng phấn và ngọc cũng xin chúc mừng nếu như bạn nào mà trong thời gian vừa qua đã lưu trữ đồng dogecoin thì uh, ngọc xin chúc mừng các bạn đã có một cái phần lợi nhuận rất là tốt trong ngày hôm nay rồi À, các bạn thấy là ở trên Twitter thì bây giờ à, tất cả những cái hình ảnh à, liên quan đến Twitter thì không còn gắn với con chim xanh nữa mà đã gắn với hình con chó Shiba và nhiều người nói là rất mong muốn để tới thăm cái trụ sở của Twitter để thấy cái logo mới là à, cái mặt của con chó Shiba này. Đây là những cái hình ảnh rất là vui ở trên Twitter trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi có một cái video chia sẻ là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren thì các bạn thấy đây là một cái nghị sĩ rất ghét cái thị trường crypto và đang có những cái dự luật để trình uh, cho quốc hội để cấm crypto và làm sao để hạn chế uh, cái cộng đồng crypto không còn phát triển cái thị trường crypto không phát triển nữa ngay cách đây vài ngày thì elizabeth warren cũng thông báo cái chiến dịch tái tranh cử vào cái ghế nghị sĩ của bà ta đó thì đưa ra một cái chiến dịch là chống lại uh, bitcoin chống lại crypto đây là một cái chiến dịch rất mạnh để làm một cái chiến dịch để tái tranh cử trong cái mùa bầu cử tiếp theo thì video ở trên màn hình các bạn thấy là à, trong một cuộc phỏng vấn à, cách đây 2 ngày Elizabeth Warren nói là Bitcoin không hề có bất cứ một cái giá trị gì bởi vì đằng sau Bitcoin không có bất cứ cái gì hỗ trợ ngoài cái niềm tin. Thì à, Ngọc Uh, cũng chia sẻ trên Twitter Và Ngọc rất muốn hỏi lại Và Ngọc cũng không Rất mong muốn là Tại sao phóng viên không hỏi lại Vậy thì đồng đô la Được hỗ trợ Bởi cái gì Mỗi khi một đồng đô la Được in ra Thì các bạn thấy là Cái đồng đô la đó Trước năm 1971 Thì được hỗ trợ Bởi vàng Tức là cái chế độ bản vị vàng Sau đó Tổng thống Nixon Của Hoa Kỳ ấy, Đã Năm 1971 Đã hủy Đã bãi bỏ Cái việc in tiền Dựa vào Vàng hỗ trợ Vậy thì kể từ năm 1971 cho tới bây giờ thì đồng đô la được in ra không được hỗ trợ bởi bất cứ một cái điều gì mà nó chỉ dựa vào việc là phép à, nắm giữ các cái tài sản là các trái phiếu của chính phủ à, và sau đó in ra bao nhiêu cũng được thì à, rất muốn hỏi một câu là đồng đô la hiện nay được hỗ trợ bởi cái gì ngoài cái niềm tin của con người vào phép vào chính phủ của Mỹ đây là một cái câu hỏi ngược lại mà hy vọng là đến một ngày nào đó có ai hỏi lại Elizabeth Warren để xem bà ta trả lời như thế nào liên quan đến cái thông tin về đồng đô la được hỗ trợ bởi cái gì thì Ngọc cũng muốn chia sẻ cho các bạn một cái hình ảnh như này đây là cái hình ảnh nói là, là từ năm 1450 cho tới bây giờ thì chúng ta đã trải qua những cái giai đoạn, những cái chu kỳ mà mỗi một cái chu kỳ này thì một cái đồng tiền chung của thế giới gọi là cái đồng tiền mạnh nhất của thế giới, đồng tiền được các quốc gia khác lưu trữ và cái đồng tiền đó cũng là cái đồng tiền mà sử dụng giao dịch giữa các quốc gia trên toàn thế giới nhiều nhất thì các bạn thấy là khoảng từ năm 1450 đến sau năm 1500 á thì cái đồng của uh, giữ vai trò là trong khoảng 80 năm. Sau đấy là đồng của uh, Tây Ban Nha là khoảng 110 năm từ năm uh, 1530 đến 1640. Sau đấy thì đến đến cái đồng của quốc gia là Hà Lan giữ vai trò là đồng tiền của thế giới là khoảng 80 năm. Và tiếp theo là cái đồng của Pháp khoảng 95 năm năm. Rồi sau đấy là cái đến cái đồng bảng Anh là 105 năm là từ năm 1815 đến 1920 và từ năm 1920 cho tới ngày hôm nay thì là đồng đô la của Mỹ và như vậy là các bạn thấy là nó cũng đã khoảng hơn 100 năm thì cái đồng đô la này một cái câu hỏi đặt ra hiện tại là nó sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu nữa để nó đóng cái vai trò là đồng tiền của thế giới À, thì liên quan đến cái thông tin này thì các bạn thấy là trong à, khoảng một tuần vừa rồi thì các bạn thấy là có những cái thông tin rất nhiều liên quan đến các cái nước ví dụ như là Brazil, à, Nga, à, Trung Quốc, India, à, cái nhóm BRICS thì họ đã đạt được một cái thỏa thuận rất lớn là bắt đầu sử dụng những cái đồng tiền của Trung Quốc và các cái đồng tiền nội tệ giữa các quốc gia này để họ bắt đầu giao dịch với nhau và họ không sử dụng đồng đô la nữa thì đây là một cái thông tin cho thấy là càng ngày thì cái đồng đô la nó càng bị mất cái niềm tin và các cái uh, nhóm những cái quốc gia mạnh khác thì họ đang tìm một cái cách giao dịch tìm ra một cái đồng tiền chung riêng của họ ngoài cái hệ thống đô la và các bạn thấy là đây là cái hình ảnh à, được chia sẻ rất nhiều ở trong vòng một tuần qua và các bạn thấy là ngay cả những cái quốc gia ở châu âu họ hiện nay họ cũng đã bắt đầu có những cái công ty họ à, giao dịch với lại trung quốc À, bằng cái đồng nhân dân tệ tức là cái đồng USD càng ngày nó càng bị mất cái sức ảnh hưởng đi thì đây là cái thông tin mà nổi bật ở trong tuần vừa rồi tức là có những cái quốc gia họ đang bắt đầu rời xa cái việc giao dịch bằng việc họ đã bắt đầu tính đến cái việc là sử dụng những cái đồng của quốc gia khác để giao dịch mà không còn sử dụng nhiều đồng USD nữa rồi liên quan đến thông tin chung á thì Ngày hôm qua cái nhóm OPEC đã bất ngờ công bố là sẽ cắt giảm sản lượng dầu thô từ nay đến cuối năm 2023 là mỗi ngày khoảng 1.16 triệu thùng và ngay sau cái thông tin đó thì giá dầu đã tăng khoảng 7% à, lên 80 đô và đây là một cái thông tin rất là bất ngờ ở trên thị trường và kinh tế vĩ mô chung kèm theo với cái việc là Trung Quốc đang tăng tốc cái hoạt động mở cửa sau khi cái Zero Covid đã được hủy bỏ thì Trung Quốc bắt đầu họ đi lại nhiều, giao dịch nhiều, hàng hóa bắt đầu lưu thông từ Trung Quốc sang quốc gia khác. Thì cái nhu cầu sử dụng dầu và năng lượng nó càng ngày càng nhiều hơn. Mà trong khi đó cái nhóm OPEC thì họ lại tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu rất là lớn từ nay đến cuối năm. Thì cái điều này sẽ cho chúng ta thấy là cái áp lực lạm phát đó trong từ nay đến cuối năm nó sẽ còn rất là lớn và nếu như vậy thì các cái chính sách về tiền tệ về tăng lãi suất của khu vực châu âu và của mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ phải thay đổi và đang có nhiều dự đoán trong tháng năm này khi fed uh, họp và công bố thì có khả năng cái việc tăng lãi suất sẽ bắt đầu ngừng lại bởi vì cái áp lực lạm phát nó sẽ còn rất là nhiều từ nay đến cuối năm và cái thông tin này chắc chắn nó sẽ tác động rất nhiều đến tất cả các thị trường và đặc biệt là thị trường crypto cũng sẽ bị tác động bởi vì cái thông tin này rồi một thông tin tiếp theo ngọc muốn chia sẻ cho các bạn à, đó là một cái thông tin rất là thú vị thì các bạn có biết là năm 2010 á, à, tức là sau một năm mà bitcoin được à, tạo ra thì vào bắt đầu từ năm 2010 thì Thời điểm đấy các bạn có thể nhận được Bitcoin miễn phí bằng cách làm những cái nhiệm vụ ở trên cái, các cái website ví dụ như xác minh. Mỗi lần mà các bạn thực hiện xác minh á, thì các bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng có những người chia sẻ là ở cái thời điểm năm 2010 á, thì mỗi lần thực hiện một cái hoạt động xác minh ở trên những cái website thì có thể mỗi lần họ sẽ nhận được từ 5 đến 10 Bitcoin hoàn toàn miễn phí. Thì điều này cho các bạn thấy là gì? Chỉ cách đây khoảng 13 năm thôi Bitcoin vẫn còn được phát miễn phí ở trên các cái website bằng cách làm những cái nhiệm vụ rất là đơn giản mà cho tới bây giờ giá trị của một Bitcoin là khoảng 28.000 đô và đã có thời điểm là 69.000 đô. Thì các bạn thấy là chỉ trong vòng 13 năm một cái loại tài sản điện tử ở trên mạng nó đã thay đổi và nó đã tác động đến toàn cái bộ cái thị trường như thế nào. Cách đây 13 năm thì nó còn được phát miễn phí mà bây giờ thì chúng ta phải mua nó với một cái giá rất là cao, thậm chí có cả những cái quốc gia cũng vẫn đang à, ra sức mua Bitcoin hàng ngày để làm một cái tài sản dự trữ. Ví dụ như El Salvador chẳng hạn. Thì các bạn thấy chỉ 13 năm thôi, một cái công nghệ, một cái công cụ tài chính, một cái niềm tin nó đã được thay đổi đến mức độ như thế nào nó quá nhanh thì đây là một cái câu chuyện mà ngọc muốn chia sẻ cho các bạn thấy là đôi khi nó những cái thứ mà chúng ta thấy là nó không có giá trị bây giờ mọi người phớt lờ nó nhưng uh, nếu như chúng ta có niềm tin và chúng ta thấy nó là một cái công nghệ hoàn toàn mới và chúng ta đặt niềm tin vào nó chúng ta theo đuổi nó thì trong vòng một thời gian cũng không quá dài thì chúng ta sẽ nhận được một cái thành quả rất thú vị và ở một góc độ nào đó những cái người nào mà thực sự không có cái tư duy mở và không có cái điều chấp nhận những cái công nghệ mới thì chắc chắn họ đã bỏ qua một cái cơ hội rất lớn để uh, có thể là thay đổi cái vị thế tài chính của mình thậm chí là thay đổi cái cuộc sống thay đổi cuộc đời của họ thì đây là một cái thông tin cuối cùng ngọc muốn chia sẻ cho các bạn ở trong video ngày hôm nay uh, hy vọng những cái thông tin mà ngọc chia sẻ cho các bạn nó đã mang lại những cái giá trị và ngọc xin hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo